Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương Tư Mã của Từ Thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chốn bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng quyền ý. Thank you.
đạo liệu có một ý mình. Em đi đâu vua nàng ơi, đạo liệu có một ý mình. Ấy kìa hai vai đàn con gánh nặng mà để nhật trình nhật ý trình. Bóng ơi bóng
ta ai ơi một vài vùng sông cỏ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rằng tai nghe nhời nói hiếu hỉ tình chim lòng há dễ cất mình bay bay cao. Ông răng khuyết ông răng lại tròn con gái
treo dưới gốc xoan đào có nhau sâu răng thân nát hồn đau tơ duyên thiếp chẳng lìa đâu hỡi chàng thiếp du chàng ngủ dưới xoan đau nỗi đau trọng giới thiệu với toàn thể quý vị một nghệ sĩ, một gương mặt có lẽ rằng hết sức là quen thuộc với tất cả các quý vị quan khách đang có mặt để tham dự vào ngày hạnh phúc của hai cặp đôi uyên ương. Đó là ai ạ? Trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, nghệ sĩ ưu tú Văn Trường, phó giám đốc nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin mời anh. Vâng, Văn Trường xin trân trọng kính mời các cụ, các bà, các bạn hướng lên sân khấu để lắng nghe những làn điệu dân ca Văn Trương thể hiện. Kính thưa các cụ, các bà và quý vị, Văn Trương là bạn thân của gia đình anh Hoan và chị Thúy. Tôi đến từ Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi là nghệ sĩ hát chèo. Hơn 30 năm qua đã phục vụ quý vị khán giả trên sóng phát thanh truyền hình cũng như trực tiếp vào các sân khấu của các địa phương trong cả nước. Và hôm nay đứng trên sân khấu của gia đình anh Hoan và chị Thúy, tôi rất là vinh dự được phục vụ những làn điệu dân ca đã tích lũy trong nhiều năm qua để chúc mừng hạnh phúc cho ba gia đình, sáu họ và các con. Xin chúc các con hạnh phúc, xin chúc quý vị một buổi tối an lành. Và sau đây tôi xin trân trọng gửi tới một làn điệu chèo cổ có tựa đề là Đào Liễu. Thank you.
đào liễu có một ý mình. Em đi đâu ơi cô nàng ơi, đào liễu có một ý mình. Ấy kìa hai vai đang còn gánh nặng mà để nhật trình, ấy nhật trình đường xa dẫu mà tấm áo sông nghỉ em đi. Xếp nếp thời em để trong nhà tấm áo sồng em ấy là xếp nếp thời em để trong nhà ấy còn bãi buông kia nhiều tính mà để vất vơ ấy vất vơ đổi đầu lại còn cái yếm con màu cái yếm điều em thế mà yếm điều thời nó hãy con màu ấy kia sang lý đen cô nàng già trắng cái mái tóc đầu cô hãy còn xanh dịu dàng ấy thế mà em để trong nhà tấm áo sồng em ấy là xếp nếp thời em để trong nhà ấy còn bãi buông kia nhiều tính mà để vất vơ đổi đầu lại còn cái yếm điều con màu cái yếm điều em thế mà yếm điều thời nó hãy con màu ấy kia sang lý đen cô nàng già trắng cái mái tóc đầu cô hãy còn xanh dịu dàng ấy thế mà làm sao cho nó đành ấy thế mà em quyết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành sao chẳng tìm nơi cô đang kiếm chốn rồi cũng thế tình kẻo thế tình mỉa mai chữ rằng sách có chữ rằng cô nàng ơi xuân bất mà tái lai. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả. Và chúng ta một lần nữa chào đón nghệ sĩ ưu tú Văn Chương, Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thân gửi tặng tới toàn thể quý vị một loại hình nghệ thuật cũng có hết sức là dễ thương. Đó là gì ạ? Đó là một hình nghệ thuật hát văn, hát chầu văn hay còn gọi là hầu bóng. Đây là một hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng tứ phủ, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương sẽ tiếp nối chương trình để thân gửi tặng tới toàn thể quý vị giá chầu đệ nhị cũng bằng một tràng pháo tay thật lớn dành để thưởng thức quý vị.
dân cuông tuần quán ni sáng đàn chứng đây trên ngàn gió quấn rung cây y hà y hà. Sao tan ý canh khuya nguyệt lặn sao tan chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan trèo vào gập ghềnh thấp núi cao ý à ý à. Gập ghềnh đôi thấp núi vào ngàn xanh trên ngàn tôi tú anh linh ý à ý à. Của từ thân để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm hương này sáng mãi không mờ chốt bụi. Em ơi chất kinh em phải biết tòng quyền ý. Chẳng
bạn đi sẻ chia nó với em bước chân đi chớ nghĩ ngại các đi lầm nghề đừng than khóc ruột tâm anh thêm rối sầu mà
chiều tà trong điểm tu không thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị một nghệ sĩ, một gương mặt có lẽ rằng hết sức là quen thuộc với tất cả các quý vị quan khách đang có mặt để tham dự vào ngày hạnh phúc của hai cặp đôi uyên ương. Đó là ai ạ? Trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, nghệ sĩ ưu tú Văn Trương, Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Xin mời anh. Vâng, Văn Trương xin trân trọng kính mời các cụ, các bà, các bạn hướng lên sân khấu để lắng nghe những làn điệu dân ca Văn Trương thể hiện. Kính thưa các cụ, các bà và quý vị, Văn Trương là bạn thân của gia đình anh Hoan và chị Thúy. Tôi đến từ Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi là nghệ sĩ hát chèo. Hơn 30 năm qua đã phục vụ quý vị khán giả trên sóng phát thanh truyền hình cũng như trực tiếp vào các sân khấu của các địa phương trong cả nước. Và hôm nay đứng trên sân khấu của gia đình anh Hoan và chị Thúy, tôi rất là vinh dự được phục vụ những làn điệu dân ca đã tích lũy trong nhiều năm qua để chúc mừng hạnh phúc cho ba gia đình, sáu họ và các con. Xin chúc các con hạnh phúc. Xin chúc quý vị một buổi tối an lành. Và sau đây tôi xin trân trọng gửi tới một làn điệu chèo cổ có tựa đề là Đào Liễu. Đào liễu y có một ý mình, em đi đâu ấy cô nàng ơi, đào liễu có một ý mình, ấy kìa hai vai đang còn cánh nặng mà để nhật trình, ấy nhật trình đường xa dẫu mà tấm áo sông đi em đi. Xếp nếp thời em để trong nhà, tấm áo sầm em ấy là xếp nếp thời em để trong nhà, ấy còn vai buông kia nhiều tính mà để vất vơ, ấy vất vơ đổi đầu lại còn cái yếm điều nó hãy như con màu cái yếm điều em thế mà yếm điều thời nó hãy như con màu ấy kìa răng đen cô nàng già trắng cái mái tóc đầu cô hãy còn xanh dịu dàng ấy thế mà em để trong nhà tấm áo sầm em ấy là xếp nếp thời em để trong nhà ấy còn vai buông kia nhiều tính mà để vất vơ đổi đầu lại còn cái yếm điều con màu cái yếm điều em thế mà yếm điều thời nó hãy như con màu ấy kìa răng đen cô nàng già trắng cái mái tóc đầu cô hãy còn
tròn xanh dịu dàng. Ấy thế mà em ở vây thời làm sao cho nó đành. Ấy thế mà em quyết rằng ở vây thời làm sao cho nó đành. Sao chẳng tìm nơi cô nàng kiếm chốn rồi cùng thế tình kẻo thế tình mỉa mai chữ rằng sách có chữ rằng cô nàng ơi xuân bất mà tái lai. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả. Và chúng ta một lần nữa chào đón nghệ sĩ ưu tú Văn Chương, Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, sẽ thân gửi tặng tới toàn thể quý vị một loại hình nghệ thuật cũng có hết sức là dễ thương. Đó là gì ạ? Đó là một hình nghệ thuật hát văn, hát chầu văn hay còn gọi là hầu bóng. Đây là một hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng tứ phủ, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương sẽ tiếp nối chương trình để thân gửi tặng tới toàn thể quý vị giá chầu đệ nhị, cùng bằng một tràng pháo tay thật lớn dành để thưởng thức quý vị. Sông văn đi tiên thánh thượng ngàn, đông cuồng tuần quán đi sáng đàn chứng đây trên ngàn gió quấn rung cây ý à, ý à. Trên ngàn gió quấn rung cây dưới khe cá lặn chim mơ bay về ngàn nguyệt lặn là sao tan ý. Canh khuya nguyệt lặn sao tan chiếc thoi bán nguyệt khoan trèo vào gập ghềnh đồi thấp núi cao ý à, ý à.
sườm da nhụy hồng tuyết điểm cho màu da ý à. Châu bà vốn dòng công chúa thiên thai à, ý à. Bài sai đôi chiều lục cung nàng ân nàng ai vốn dòng sơn châu bà hay mang chúc mang giang à, 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 à. Châu hay mang chúc mang giang mang tre mang nửa cơm làm trà đường châu bà hay sung ngái đi tìm ý à. Trên ngàn lắm quả nhiều hoa ý à. Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa châu bà rào gót vào giá sớm chiều chiếc cổ mây nặng chiếu lưng đeo ý à. Thank you.
Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng ý quyền ý. Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hoàng hỷ thiên ý. Quyết em chẳng nó đói em bước chân đi, chớ ý ngại các lý lầm, đừng than khóc ruột tầm anh thêm ý dối sầu tình ngán nổi chia đôi lối đành lòng sao chẳng đòi đến bạn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kìa coi mạn đi thuyền.